Gửi cho các bạn cái đề thi học kỳ 2, trọng tâm của phần kiến thức là về chúng ta sẽ, bởi vì trọng tâm kiến thức của phần học kỳ 2 này của chúng ta ấy, là về aldehyde này, về phenol này, về alcohol này. Chính vì vậy nên là thầy cái phần này là phần rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái kỳ thi, nó ảnh hưởng toàn bộ đến phần hữu cơ lớp 12 của các em. Chính vì vậy nên là thầy rất mong muốn tất cả các bạn và các em theo dõi buổi học này, có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần ạ. Rồi, ok, mình chiến đấu nhá. Sẵn sàng chưa? Mình chiến đấu nhá. Rồi, let's go ạ. Câu số 1 ạ, nhóm chức aldehyde là nhóm chức nào? Câu số 1 ạ, nhóm chức aldehyde là nhóm chức nào ạ? Câu này rất là dễ luôn. Nhóm chức aldehyde ạ. Nào, các bạn cùng chọn cho thầy xem nào. Nhóm chức aldehyde ạ. Là nhóm nào? Nhóm CH là nhóm carboxylic nhỉ? Đúng không? Nhóm OH là nhóm alcohol nhỉ? Vậy thì nhóm chức aldehyde ở đây của chúng ta chỉ có thể là nhóm CHO thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Nào, câu số 2 nào. Câu số 2 này nhiều bạn nhầm lắm nhá. Câu số 2 này khá là nhiều bạn nhầm đấy, các bạn cùng cùng comment đáp án thử thử coi xem nào. Xem các bạn có bị nhầm không chứ thầy thấy rằng là có rất nhiều bạn bị nhầm ở câu số 2 này. Để rửa sạch chai lọ đựng phenol thì chúng ta nên sử dụng cách nào sau đây ạ? Để rửa sạch chai lọ đựng phenol thì ta nên dùng cách nào sau đây? Nào các bạn cũng theo dõi xem thử này. Để rửa sạch nhá, để rửa sạch nhá chai lọ đựng phenol thì ta nên dùng cách nào sau đây? Thì đầu tiên mình phải biết là phenol C6H5OH đúng không ạ? Thì anh phenol này nó có tính gì đã? Thế thì phenol có tính gì ạ các em? Phenol thì cái tính của nó là tính axit yếu đúng không ạ? Tính axit yếu. Tính axit yếu. Không tan trong nước lạnh, đúng không ạ? Tan nhiều trong nước nóng. Đúng không? Đấy, không tan trong nước lạnh và tan rất nhiều trong nước nóng. Vậy này, rửa bằng nước ở điều kiện thường là không ổn. Xà phòng thì nó có tính kiềm rồi. Đúng không? Cũng không ổn. Rửa bằng dung dịch HCl thì dung dịch HCl của chúng ta là nó có tính axit. Cũng không được. Vì vậy nên chỉ có thể rửa bằng NaOH nhá. Các bạn theo dõi cho thầy này, cái bản chất mà cái việc mà chúng ta rửa cái phenol ấy bằng NaOH là nó sẽ xảy ra phản ứng C6H5OH tác dụng với lại NaOH thì sẽ tạo thành là C6H5ONa cộng với lại H2O. Thì bạn lưu ý cho thầy nhá, anh C6H5OH này ban đầu tiên ấy là nó không tan trong nước nhá. Nhưng ngay lập tức sau đó này nó chuyển thành anh muối C6H5ONa này thì anh này thì lại là tan tốt trong nước. Nên sau đó chúng ta rửa lại bằng nước thì nó sẽ cuốn hết toàn bộ cái lượng muối này đi vào trong dung dịch. Ok chưa? Vì vậy nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ok nhá. Câu số 3. Benzin bromide thì có công thức cấu tạo nào sau đây ạ? Nào các bạn cùng chọn cho thầy mình xem nào. Benzin bromide thì có công thức cấu tạo nào sau đây? Nào các bạn cùng chọn thử xem. Nào các bạn cùng chọn ra để mình xem đáp án là đúng là đáp án gì ạ? Đáp án chính xác của chúng ta đáp án gì ạ? Benzin bromide các em nhá. Anh nào? Thế thì ở đây muốn làm được đúng câu này chúng ta phải nhớ được nè. Ben gốc C6H5 này, gốc này là gốc phenin. Nha các bạn rất hay nhầm. Còn gốc C6H5 CH2 thì gốc này mới là gốc benzin. Ok chưa? Vậy ở đây mình có benzin bromide thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án C. Ok đấy, chính xác. Thì quan sát đây có bạn comment đúng rồi đấy, rất tốt. Đấy. Tiên Dương bạn đã comment đáp án C nhá, rất tốt luôn. Rất chuẩn. Nào câu số 4 nào các em. Câu số 4 ạ. Câu số 4 nào, các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Câu số 4 đáp án gì? Hợp chất X có công thức cấu tạo như hình B. Hợp chất X có công thức cấu tạo như hình B. Vậy thì X là anh nào? Thế thì muốn biết X là anh nào á thì chúng ta phải nhìn cái nhóm chức của nó nhá. Cái nhóm chức này của nó là nhóm CHO và như thầy Minh dạy, nhóm cứ có con chó nhá, cứ có con chó này thì nó thuộc tụi bọn nào các em nhỉ? Nào cứ có con chó này nó thuộc tụi bọn nào? À cứ có con chó này thì nó thuộc tụi bọn
AND2 đúng không các em? Đấy, thế thì chúng ta biết là chọn đáp án nào rồi. Chúng ta biết đáp án đúng của chúng ta đáp án gì? Đúng rồi, đáp án D. Rất ngon lành nhé. Đây là cái đề chuẩn với cấu trúc kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của các em. Nên rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cùng theo dõi, cùng comment, cùng trả lời đáp án. Và có thể rủ tất cả các bạn và các em vào đây cùng học nhá. Để mà sắp tới chúng ta thi kỳ thi kết thúc học kỳ, chúng ta không bị bỡ ngỡ nữa. Câu số 5. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là AND2? Đấy, các bạn lưu ý nhá. Câu hỏi ở đây, câu số 5, đề bài hỏi chúng ta là chất nào sau đây không phải nhá, không phải là AND2? Anh nào không phải là AND2? Căng cực, đúng không? Rất căng. Không phải là AND2. Thế thì AND2 là có nhóm chó. Vậy không phải là AND2 thì nó sẽ không có nhóm chó. Anh này có chó. Anh này cũng có chó. Vậy không phải là AND2 thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Đó là đáp án C các em nhé. Chỉ có một đáp án duy nhất. Đó là đáp án C. Nào câu số 6. Học kỳ đến bông rồi. Học kỳ đến đít rồi. Đúng không? Bây giờ cày. Cày mau không là muộn nhá. Cày mau không là muộn. Rồi. Đấy, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ bài học này lại về tường và comment thật nhiệt tình đáp án xuống dưới này ạ. Nào câu số 6 này. AND2 không no một đối đôi CC. Đơn chức là có một con chó. Đây tất cả bọn này đều có một con chó. Bạch hở. Thế thì có một đối đôi CC á thì giống với gì ạ? Anken. Đúng không? Vậy công thức tổng quát của Anken là gì ạ các em? Đấy, công thức tổng quát của Anken là gì ạ? À, CnH2n. Vậy bây giờ Anken mà cắm thêm một con chó vào. Khi Anken mà chúng ta cắm thêm một con chó vào thì nó phải bỏ một thằng H đi. Vì vậy nên nó sẽ chỉ còn là gì ạ? CnH2n - 1. Đúng không? Đấy, cái này trừ đi 1. CSO. Đấy, cắm thêm một con chó vào. CnH2n - 1. Chó. Đúng không? CnH2n - 1. CSO. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Rất dễ rồi. Câu số 7 ạ. Công thức nào sau đây? Nào. Công thức nào sau đây không phù hợp với AND2 đơn chức ạ? Công thức nào sau đây không phù hợp với AND2 đơn chức? Thế AND2 đơn chức là AND2 có một con chó. Có nghĩa là có một CSO. Thế thì riêng về cấu trúc của con chó này này. Riêng về cấu trúc của con chó này là nó đã có một nối đôi CC. Sorry, nó đã có một nối đôi CO. Và bởi vì có một nối đôi CO nên công thức của nó không thể là CnH2n + 2 được. Do cái công thức CnH2n + 2 này nó là công thức đó. Đúng không em? Mới không thể được. Vì vậy nên không phù hợp là đáp án C các em nhé. Không phù hợp là đáp án C. Ok chưa? Nào câu số 8 ạ. Công thức nguyên của một AND2 no. Có dạng là C2H3ON. Các bạn lưu ý nhá. Công thức phân tử của AND2 là. Thì công thức nguyên của nó thì các bạn lưu ý cho thầy này. Trong tất cả mọi thằng hợp chất hữu cơ ấy, thì nó cứ có yêu cầu nó là trong phân tử nó có C, có H, có O nhá. Trong phân tử nó có C không thì dùng cái chiêu để kinh hơn nhiều. Các bạn lưu ý cho thầy này, các bạn đánh dấu sao này. Là cứ trong phân tử hợp chất hữu cơ mà có C, có H, có O thì dẫn đến phân tử khối là một số chẵn. Được chưa? Cứ có C, có H, có O là số chẵn. Thế thì khi mà phân tử hợp chất hữu cơ là số chẵn ấy thì điều này tương đương với việc đó là số H cũng là số chẵn nhá. Tương đương với số H cũng phải chẵn. Được chưa? Bởi vì nếu mà số H nó là lẻ thì nó thành số lẻ rồi. Vậy này, anh này không thể này. Đúng chưa? Anh này không thể, giờ còn hai anh. Được không ạ? Vậy thì còn anh thì CH3O thì thành là C4H6O2. C4H6O2 là thỏa mãn nhất bởi vì nó chỉ có thể là anh này thôi. C4H6O2 đấy. CHO C2H4 CHO đúng C4H6O2 chưa? Xịn chuẩn chưa kìa? Được chưa? Xịn chuẩn chưa? Ngon chưa? Đấy, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hãy chia sẻ
buổi học này lại để nó không bị biến mất nhé. Hãy chia sẻ bài học này lại để nó không bị biến mất. Câu số 9 ạ. Nào. Câu số 9 nào. Số đồng phân aldehyde có cùng công thức là C5H10O mạch hydrocarbon thẳng là. Số đồng phân aldehyde có cùng công thức C5H10O mạch hydrocarbon thẳng. Úi giời, bạn nào mà theo dõi thầy nhiều thì biết ngay cái tuyệt chiêu của thầy. Tuyệt chiêu kinh khủng điển của thầy, đúng không ạ? Nào, C5H10O ạ. Nào, C5H10O có mấy con chó? C5H10O có mấy con chó? C5H10O chúng ta có một con chó, đúng không? Và do nó có một con chó, vậy ta chỉ còn là gì? Đây, chó này. Anh này còn là C4H9, đúng không? Vậy đếm với thầy nào. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Ở đây có 4. Vậy nó sẽ có bao nhiêu ạ? Số đồng phân là 8. Đây là 8 đồng phân nhé. 8 đồng phân. Nhưng đề bài này hỏi chúng ta là mạch thẳng cơ. Đúng không ạ? Mạch thẳng là mạch không phân nhánh cơ. C5H10O có bao nhiêu đồng phân mạch không phân nhánh? Thế thì phải vẽ thôi. Đây đúng không ạ? Chó. 1. Nhỉ? Yeah. 1. Duy nhất 1 thôi ạ. Mạch hydrocarbon thẳng mà. Thực ra thì nói thẳng không chuẩn đâu, phải nói là không phân nhánh. Nhá. Yeah. Nói thẳng không chuẩn đâu, nó phải nói là không phân nhánh mới đúng. Được không ạ? Một thằng nữa làm gì còn thằng nào nữa? Đúng không? Mạch hydrocarbon thẳng mà. À, mạch hydrocarbon thẳng. Có nghĩa là chạy thẳng tắp này này này. Đúng không ạ? Chạy thẳng tắp thì chỉ có một thôi chứ. Đáp án đúng chúng ta đáp án E. Một cháu thôi. Một cháu thôi ạ. Nào, câu số 10 này. Câu số 10 này. Aldehyde X có tỷ khối hơi so với H2 bằng 36. Nào. Aldehyde X có tỷ khối so với H2 bằng 36. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X. Nào, các bạn cùng comment cho thầy nào. Thế thì chúng ta có này, D của X trên H2 thì bằng 36 đúng không? Điều này tương đương với phân tử khối của X chia phân tử khối của H2 thì bằng 36. Và ngay tức mình suy được phân tử khối của X thì bằng 72. Đúng không? 72. Mà đề bài hỏi là số đồng phân, mình phải đi xác định công thức phân tử của aldehyde. Nhá, thế bây giờ thì lại dạy các bạn cái tuyệt chiêu để đi xác định công thức phân tử của aldehyde này. Giả sử aldehyde chúng ta là R chó, thì ta sẽ có phân tử khối của R chó bằng 72. Được không ạ? Vậy suy ra ta có R cộng chó. Chó là 12 cộng 1 cộng 16 là bằng 29, thì bằng 72. Vậy suy ra R bằng bao nhiêu các em? Thầy không có máy tính. Các bạn bấm vào thầy vậy ạ. 72 trừ 29 ạ. Thầy không có máy tính ở đây, các bạn bấm máy tính giúp thầy vậy ạ. 72 trừ 29 bằng bao nhiêu ạ? 72 trừ 29 bằng bao nhiêu ạ? Thầy không có máy tính, các bạn bấm vào thầy vậy. 72 trừ 29 bằng bao nhiêu ạ? Giúp thầy với. Nào, 72 trừ 29. 43, ok, cảm ơn. Cảm ơn các em. R bằng 43 nhá. Thế thì với R bằng 43 ấy, thì bây giờ thầy dạy các em một tuyệt chiêu này. Những bạn mà bấm máy tính cho thầy thì nhìn vào đây nhá. Nhìn tuyệt chiêu này, chỉ những bạn bấm máy tính cho thầy, các bạn ấy mới nắm được cái chiêu này thôi. 43 chia cho 14. Được chưa? 43 chia 14 bằng bao nhiêu? Nào, bấm đi thì các em mới hiểu được cái chiêu này của thầy. 43 chia 14 bằng bao nhiêu? Lấy chữ số 2 đằng, lấy 2 chữ số đằng sau dấu phẩy cho thầy nhá. Nào, 43 chia 14 thì bằng bao nhiêu? Lấy cho thầy 2 chữ số đằng sau dấu phẩy. 43 chia 14 bằng bao nhiêu ạ? Bấm máy tính của thầy, thầy không có máy tính ở đây. Ok, các bạn bấm máy tính giúp thầy được không ạ? Nào, 43 chia 14 bằng bao nhiêu? Bấm bộ thầy với. 43, 3,07, ok. 3,07 các em nhé. Thế thì 3,07 bây giờ mình làm tròn xuống chính là số nguyên tử C. 3,07 giờ mình làm tròn xuống là chính là số nguyên tử C. Vậy này, vậy bây giờ mình test thử C bằng 3. Thì 43 trừ đi 36 thì bằng 7 đúng không? Vậy nó là C3H7. Chó. Kinh chưa?
Kinh điển chưa? C3H7 cho ạ. Thế thì bây giờ muốn tìm đồng phân nó thì đơn giản. Đấy là bài hỏi là nó có bao nhiêu đồng phân. Thì các bạn chơi cái trò này 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy là 3 mình có mấy? 3 mình có 2, chọn luôn nào rồi. Xịn chưa? Xịn chưa? Skill của này của thầy hủy diệt tất cả mọi nơi mà nó tới nhá. Chiến thắng tất cả mọi nơi mà nó đi qua, chinh phục mọi địch thủ. Rồi câu 11 ạ. Nào câu 11 ạ. 11 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn có hiểu cái skill của thầy không ạ? Nếu các bạn hiểu vui lòng chấm cái nhá. Chấm cái cho vui vẻ. Nếu các bạn hiểu vui lòng chấm cái. Câu 11. Nào câu 11. 1 AND 2 có công thức cấu tạo là tên của nó là gì? Đấy, 1 AND 2 cái chỗ này là thầy đang bị lỗi tên tên cũ này. AND 2 có công thức cấu tạo tên của nó là gì? Thế thì bây giờ yêu cầu là chúng ta phải xem nào. Anh này tên là gì ạ? Đấy, rất nhiều bạn đã hiểu, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại để nó không bị biến mất nha. Câu 11 ạ. Câu 11 ạ. Tên gọi nó là gì? Thế anh này có thể là AND2 propanoic được, AND2 acrylic được và propen an được. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? À đây này, có bạn chọn đây này. Propen an này. Thế tại sao AB không được? Thế tại sao AB lại không được ạ? Các bạn cho thầy một lý do tại sao AB được không được. Hay không? Này thầy rất hay đúng không? Đề hơi bị tinh túy đấy. Khá nhiều đứa bị lừa câu này đấy. Được không ạ? Nào các bạn chọn đáp án gì? Các bạn chọn đáp án gì ạ? Bạn cùng comment đáp án cho thầy mình nhìn được không? Rất mong muốn xem cái đáp án mà các bạn chọn câu 11 là đáp án gì. Nhiều bạn không biết tên này à? Chết, nhiều bạn mà không biết tên bọn này thì phải học thầy Minh ngay mà luôn rồi. Không là toàn đấy. Hợp chất carbonin, hợp chất carbonide này rất là quan trọng. Được chưa? Nào, tên nó là gì? Tên đấy. Nhiều bạn rất dễ bị lừa nhá. Anh này không được gọi là aldehyde propanoic nhá, mà phải là gì ạ? Propanoic aldehyde. Đúng không? Bỏ ạ. Bỏ ạ. Bỏ ạ. Đáp án đúng là C. Nhá. Đáp án đúng là C. Ok chưa? Rất tốt nhá. C mới đúng. Propanan. Ok chưa? Ok chưa? Nó thằng A thằng B sai là bởi vì chữ AND2 phải đứng đằng sau. Nhá. Thằng A và thằng B nó sai là bởi vì chữ AND2 phải đứng đằng sau chứ không được đứng đằng trước. Được không ạ? Nào câu 12 ạ. Câu 2 mình nhìn kỹ chỗ này thầy ghi lỗi đấy, cái nhóm CSO ở đằng sau này. Tại sao cái này lại nó lại vẫn bị nhảy nhỉ? Đây, CRO đây ạ. Đây nhá, đấy. Ok không? Đấy, câu 12 ạ. Các bạn cùng gọi tên cho thầy Minh xem nào. Câu 12, tên gọi nó là gì? Rất hay luôn. 12 ạ. Rất mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này cùng với thầy Minh có thể chia sẻ lại buổi học này giúp thầy Minh và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Wow. Đánh số nhỉ? Câu này nhiều bạn bị lừa lắm. Câu này rất nhiều con ngơ bị lừa. Cùng xem các bạn bị lừa nào nhá. Đây. Kinh nghiệm của thầy Minh giải bọn này là phải vẽ này. Không vẽ ra là toàn. Kinh nghiệm của thầy Minh giải tụi này là phải vẽ ra, không vẽ ra là toang. CH3 này, C này, CH3 này, CH5C, C. Đúng chưa? CH2, CH. CH3, CHO.
Bạn nhìn điều gì chưa? Cái này thầy Minh cho trên lớp off của thầy Minh làm á. Các bạn sai ầm ầm luôn. Các bạn sai hoàn toàn luôn, toang một cục luôn. Mấy đứa nó còn không biết nó sai ở đâu mà. Ơ thế em gọi tên này đúng mà. Nhưng mà thực ra là sai. Mạch chính phải là mạch dài nhất. Thấy chưa? Các bạn đã thấy các bạn sai ở đâu chưa? Mạch chính phải là mạch dài nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cơ mà. Đúng chưa? Vậy tên của nó phải là gì ạ? 2,4,4 trimethyl hexanan. Đúng chưa? Mạch chính phải có chó. Nhớ chưa? Và phải là mạch dài nhất. Nhớ nhá. Nên đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. 2,4,4 trimethyl hexanan. Được chưa? Đấy, rất nhiều bạn bị sai ở cái câu này nhá. Nào, câu 13. Câu 13 nào. 13 các bạn thử gọi tên nó xem nào. 13 các bạn cùng gọi tên nó với thầy mình xem nào. 13 đáp án đúng là gì? Các bạn cùng gọi tên với thầy xem. Gọi tên hợp chất có công thức cấu tạo ra. Đấy, bây giờ mình vẽ hết ra cơ. Mình phải vẽ hết ra thì mình mới gọi được tên chuẩn. Các bạn không vẽ hết là các bạn toang. Toang một cục luôn. Nào, vẽ ra. Vẽ ra nhé. Đây có một C này. Hai thằng CH3 này. Một thằng CL này. Một thằng C này liên kết một thằng CH3 ở dưới này. C liên kết CH3 ở dưới này. C này, CHO này. Quan trọng nhất bây giờ là đánh số từ trái sang hay từ phải sang. Quan trọng bậc nhất bây giờ của chúng ta là đánh số từ trái sang hay từ phải sang các em ạ. Nào, các bạn đánh số từ bên nào sang ạ? Trái sang hay phải sang? Căng không? Đề của đây hay không? Động đến những cái chỗ mà chúng ta gần như chưa bao giờ động tới. Đúng không? Các em có nghĩ là đến một ngày các em gặp những câu như này không? Thầy nghĩ chắc là không. Chẳng bao giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ có một ngày mình gặp những cái câu hỏi nó quái quằm như này. Nhưng mà mình vẫn phải giải ra đúng không? Nào, các bạn cùng comment cho thầy xem nào. Các bạn dự kiến, các bạn dự định gọi tên là gì? Càng càng đẹp nhỉ? Trái sang hay phải sang? Mình phải ưu tiên gì ạ? Mình phải ưu tiên trước. Đúng không? Mình phải ưu tiên trước. Đấy. Phải sang, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy nó sẽ là gì ạ? 5. 5 chloro nhá. 5 chloro. 3,4,5 trimethyl. Đúng không ạ? Hexanan. 5 chloro. 3,4,5 trimethyl hexanan. Ấm chưa? Ấm chưa các em? Xịn chưa? Thế nhá. Nào mình sang câu 14 nào. Vẫn là tên gọi. Vẫn là tên gọi. Thì mình dự kiến rằng là cái tên gọi này sẽ khiến cho rất nhiều bạn hoang mang và rất nhiều bạn bị toang ở trong cái kỳ thi sắp tới. Đấy, bây giờ các bạn cùng gọi tên cho thầy cái anh số 14 xem tên của nó là gì. Nào. Anh số 14 á. Tên của nó là gì? Các bạn cùng comment đáp án thầy mình coi. 14 nhá. Một tên là gì? Đấy, úi dồi ôi, các bạn comment đáp án B nhiều lắm. Còn các bạn khác ạ, các bạn khác comment đáp án gì ạ? Các bạn nhớ kỹ nhá, lời thầy Minh dặn này. Trong cái phần thi mà gọi tên ấy mà xuất hiện trong đề các em, thì nguyên tắc đầu tiên của các em khi chúng ta làm á, là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải ngay lập tức, chúng ta phải ngay lập tức vẽ ra cho thầy. Đó, đây thầy vẽ ra nhá. C này, C này, CH5 này, C này, CHO này.
đánh số là từ CSO rồi. 1, 2, 3 nhưng không phải đến đây đâu. 4, 5 cơ, mạch chính phải là mạch chứa nhóm CSO và nó phải là dài nhất. Các bạn nhớ chưa? Chứa CSO và nó phải dài nhất. Vậy này sẽ là gì ạ? 3 methin. Đúng chưa? 5 là gì ạ? Mẹ em phải bón phân pentanan. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. 3 methin pentanan. Bạn nào mà chưa biết đọc thì phải nhắc lại cùng với thầy Minh để cho chúng ta nhớ hơn nhá. Câu 15 ạ. Nào. Tên gọi nào sau đây không phù hợp? Câu 15 ạ. Tên gọi nào sau đây không phù hợp với C6H5 CSO? Tên gọi nào sau đây không phù hợp với C6H5 CSO? Anđehyde phenylic đúng không? Và anđehyde propan DOX đúng không? Đấy. Câu 16 ạ. Cho 3 hợp chất hữu cơ. 16 ạ. Cho 3 hợp chất hữu cơ. Thứ tự giảm dần khả năng hòa tan trong nước. Thứ tự giảm dần khả năng hòa tan trong nước thì các bạn lưu ý cho thấy này này. Xét về những cái bọn mà có cùng số C với nhau nhá thì là axit trước, axit là đầu tiên lớn hơn aldehyde. Sorry. Lớn hơn alcohol. Lớn hơn aldehyde. Và đứng cuối cùng là hydrocarbon. Nhá. Đứng cuối cùng là hydrocarbon. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ nhá, nhớ kỹ cho thầy nhá. Đứng cuối cùng là hydrocarbon. Vậy này. Anh đứng đầu tiên của chúng ta là anh alcohol. Là tan tốt trong nước bởi vì trong này không có axit. Vậy nó là anh số 3. Vậy 3 phải đứng đầu tiên. Rồi đến anh aldehyde là anh số 1. Rồi đến anh 2 là anh hydrocarbon. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Các bạn nhớ nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 17. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái qua phải các chất sau. Vừa nói xong đúng không? Alcohol lớn hơn aldehyde. Đúng không? Nhưng mà H2O lại lớn hơn alcohol. Được chưa? Vậy đứng đầu tiên ở trong này phải là H2O. Được chưa? H2O. Rồi đến alcohol. Rồi đến aldehyde. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 18. Nhiệt độ sôi cũng tương tự như độ tan. Cũng tương tự như nhiệt độ nóng chảy. Đúng không ạ? Đứng đầu tiên sẽ phải là alcohol. Rồi đến aldehyde. Rồi đến hydrocarbon. Vậy là 2 phải đứng đầu tiên. Rồi đến 3, đến 1 nhá. 2, đến 3, đến 1. Ok chưa? Bắt đầu sang vào đúng sai này. Đúng sai câu 19 này kinh lắm. Nói chung ấy, nếu mà các em muốn đạt điểm cao ấy về mặt chiến thuật ấy thì chúng ta phải làm chính xác đúng những cái câu ở phần phát biểu đúng sai này. Bởi vì các em nhìn này, kỹ này, đọc kỹ này. Chọn đúng một ý thì được. Trong một câu được 0.1, 2 ý được 0.25, 3 ý được 0.5, 4 ý là được 1 điểm. Thế mà trong cái bọn này có 4 câu, mình chọn đúng 4 ý là mình ăn chọn nó 4 điểm rồi. Ấm vào thân luôn rồi. Đúng không? Thế nên các em nghe kỹ thầy nhá. Nhá, các em nghe kỹ lời thầy nói nhá. Rồi, bây giờ câu 19 này. 19 này là một câu tính toán rất hay. 19 này là một câu tính toán cực kỳ hay luôn. Nha, các bạn cùng quan sát nha, thầy hướng dẫn các bạn làm nhá. Đầu tiên này, trong các bình ga ấy thì cái việc mà chúng ta phải thêm CH3SH thì nó sẽ giúp chúng ta phát hiện khí ga rò rỉ, bởi vì là tất cả những anh khí ga là propan và butan là không màu. Nên là khi cho đằng CH3SH vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là ta sẽ thấy rằng nó có cái mùi và ta biết là khí ga bị thoát. Vì vậy nên cái này là đúng. Chọn luôn. Đúng luôn. Ý à, đúng luôn. Các bạn nhá, ý à, đúng luôn. Thứ hai này, tỷ lệ khối lượng propan và butan trong bình ga là 50-50. Cái câu này là bây giờ thầy phải chữa, bởi vì thầy biết rằng là rất rất nhiều bạn là gà câu này. Đúng chưa? Không biết cách làm. Xem nào. Các bạn lưu ý cho thầy này. 12 kg là mình phải đổi thành 12.000 gram.
nhá. Tỷ lệ thể tích chính là tỷ lệ số mol. Có nghĩa là propan C38 nếu thể đặt nó là 3A thì butan, propan là thiếu chữ E, butan thiếu chữ E, đúng không? C4H10 thì thầy sẽ phải nó là 7A. Được chưa? Vậy ngay lập tức thì có là tổng khối lượng của cái bình ga này là 12kg á. Đúng không? Vậy thì suy ra thầy sẽ có bảo toàn khối lượng, thầy sẽ có khối lượng của C3H8 cộng với lại khối lượng của C4H10 thì nó bằng 12.000. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn ta sẽ có này. Phân tử khối của C3H8 bằng bao nhiêu nhỉ? 12 x 3 là 36, 36 cộng 8 là bằng 44. 44 x 3 cộng với lại C4H10. 12 x 4 là 48, 48 cộng 10 là bằng 58. 58 x 7A bằng 12.000. Rồi các bạn tính giúp thầy xem là A bằng bao nhiêu. Bạn tính giúp thầy Minh ạ, A bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu kem? Bấm một thầy, thầy không có máy tính. Hôm thầy không có máy tính nên hôm nay nhờ hết vào các em. Chờ đợi hết vào các em. Chờ đợi hết vào các bàn tay vàng trong làng bấm máy tính giúp thầy. Câu 19 A bằng bao nhiêu ạ? Bàn tay vàng bấm hộ thầy với. A bằng bao nhiêu? Bạn bấm giúp thầy nào. A bằng bao nhiêu? Số phẩy nhá. Số phẩy thì lấy cho thầy đến hai chữ số đằng sau số phẩy đi. Được không ạ? Lấy thầy. Đấy. Rồi ok em. 22,305. Rất cảm ơn bạn. Đấy. Rất cảm ơn một bạn nữ rất xinh xắn. À, tính giúp thầy mình A bằng 2,305. Vậy 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Nào vậy 3 bằng bao nhiêu? 3 bằng bao nhiêu? 3 bằng 2,305 nhân 3. Yeah. Rồi. 3 bằng 2,305 nhân 3. Vậy bấm cho thầy xem là số mol của C38 bằng bao nhiêu ạ? Propane, propan. Số mol C38 bao nhiêu? C38 và C4H10 luôn các em nhá. C38 C4H10 luôn nhá. Bấm một thẻ luôn. Nào. Số mol nhiều bạn đuổi comment thế. Comment giúp thầy nào. Số mol bao nhiêu? Rồi. C38 là 66,915. C4H10 ạ. 7 nhân A thôi này. Bấm 7 nhân A thôi. 7 nhân A. À ok. 156,135. 156,135. Ok nha. Ấm nha. Vậy này. Ngay lập tức này. Ta sẽ tìm được đầu tiên này. Phần trăm khối lượng. Phần trăm khối lượng này. Khối lượng của C38 chia khối lượng của C4H10 bằng 66,915 nhân 44 chia cho 156,135 nhân 58 bằng mấy chia mấy? Chắc chắn là khác 50/50. Đúng chưa? Vì vậy nên ở đây ý B hỏi tỷ lệ khối lượng propan chia butan là 50/50 là sai. Sai lẻ. Được không ạ? Ý C nói là nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là 10.000 kJ sẽ nào? Đây ạ. Giả sử hộ này tiêu thụ là 6.000 kJ nhiệt. Nhưng hiệu suất là 60.000. À, hiệu suất là 60%. Vậy suy ra nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là Q thực tế mỗi ngày bằng nhá. Đây ạ. Cần 6.000 nhưng mà hiệu suất là có 60%, vậy là 6.000 chia 60% nghĩa là chia 0,6 bằng 10.000 kJ. Chính xác luôn. Đúng. Được chưa? Cuối cùng, hộ gia đình trên sử dụng hết một bình ga trong 99,5 ngày sẽ đúng nhá. Thế thì bây giờ mình phải tìm được là hộ gia đình trên sử dụng hết bình ga trong bao nhiêu ngày thì mình có quy thực tế mỗi ngày là cần 10.000 rồi. Bây giờ mình cần tìm xem là quy của cái bình ga là bằng bao nhiêu. Đây biết đây, một mol propan thì là 2220, một mol butan thì là 2874. Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình nhân thôi, mình lấy số mol propan nhân với lại 2220. Đúng không? Đấy mình sẽ có là số ngày. Ngày bằng
Số mol propan là 66,915 này nhân 2220 cộng với này butan này là 156,135 nhân với lại 2874 được bao nhiêu chia 10.000. Rồi, bàn tay vàng cho làng bấm máy tính á, bấm máy tính giúp thầy Minh xem nào. Vậy là bằng bao nhiêu ngày? Nào. Các bàn tay vàng trong làng bấm máy tính bấm giúp thầy Minh xem là bằng bao nhiêu ngày. Có bạn nào nói comment là 26,27 ngày đúng hay không? Các bạn khác có ra 26,27 ngày không? Nào, các bàn tay vàng trong làng bấm máy tính bấm giúp thầy Minh với ạ. Xem có phải bằng 26,27 không? Ô, các bạn bấm bằng 60 này. Toang nhỉ. Cần thêm mấy bàn tay vàng bấm máy tính nữa. Chú yên tâm, thầy đang không có máy tính để bấm. Không có máy tính bấm khổ lắm. Khổ lắm, giờ chỉ chờ đợi các em bấm hộ thôi. 60 ngày à? À ok, 60 ngày. Vậy nó bằng 60 ngày, ok. 60 ngày mà đây là 99,5 là sai chưa? Đấy. Vậy là đúng sai, đúng sai. Và làm như vậy thì mình ăn được một điểm. Nhá. Làm như vậy mình ăn được một điểm. Thì cái kỹ thuật tính toán này các bạn ngon lành chưa? Đấy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy bằng cách bấm máy tính giúp thầy nhá. Sang câu 20 này, câu này về lý thuyết thôi, nhẹ nhàng thôi. Câu 20 này lý thuyết nhẹ nhàng, nó đi thi mà bấm nhầm là toang đấy nhá. Đi thi mà bấm nhầm câu đấy là em chỉ có muốn nhầm câu đấy thôi là em đã bị mất đi 0,5 điểm rồi. Mất đi 0,5 điểm rồi. Sai một câu ở trong câu số 1 rồi mất đi 0,5 điểm rồi. Nhỏ lắm. Mai về đi thi về bảo sao mình tha sai mỗi câu mà sao mình thấp điểm hơn chúng nó thế nhỉ. Nào. À đây có bạn thì là 59,72 thôi. 59,72 cũng gần bằng 60 nhá. Ok. 59,72 mình cũng coi như là nó gần bằng 60 được không các em nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã bấm máy tính hộ thầy. Thank you các em. Bây giờ mình sang câu 20 đi. Mình chinh phục câu 20 đi. Cho xịn đi. 20 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng hay sai? Ui nhìn khó nhỉ. Đây là vitamin E này. Đây là BHT này. Cả vitamin E và BHT đều chứa nhóm chất phenol. Thế thì mình phải nắm được là cái nhóm chất phenol nó có điều kiện gì. Nhóm chất phenol. Chất phenol. Chất phenol là phê song nôn. Chất phenol là chất có OH phải đính vào ca bình thơm. Được chưa? Chất phenol là chất mà có OH phải đính vào ca bình thơm. Vậy có chứa nhóm chất phenol. Đúng. Ok ạ. Công thức phân tử của BHT là C15. Xem nào, đúng C15 không? 1 2 cộng 3 là 5, 6 cộng 3 là 9, 9 cộng 6 của vòng benzen là 15. Đúng C15 nhá. H này đến mắt rồi. 1 2 3 cộng 3 là 6. Cộng 9 là 15. Cộng 9 nữa là 24 cơ. H24 không phải H36. C15 H24 O cơ. Vì vậy nên nhận xét này sai. Đếm cho an toàn em nha. Mình cứ đếm cho an toàn. C là vitamin E là một hợp chất hữu cơ tạp chức. Mình nhìn vitamin E này. Thế điều kiện gì để nó là tạp chức? Thì điều kiện để nó là tạp chức thì đây này, OH đính vào carbon thơm nhá. Điều kiện là tạp chức là phải có hai nhóm chất khác nhau trở lên, hai nhóm chất khác nhau trở lên nhé thì là tạp chất. Vậy đây có OH đính vào carbon thơm thì nó là nhóm chất phenol. Và đây có O. Đúng không? Có O đây không phải OH, O thôi. Đúng chưa? Vậy anh này là gì ạ? Tạp chất. Nhá. Vì O này nhóm chất ether. Đúng không ạ? Vậy tạp chất đúng. BHT nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. Xem nào. BHT có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. Thì BHT là nhóm chất OH này là của phenol thôi. Phenol thì cái thằng H của nó linh động hơn nên dẫn đến liên kết hydrogen của nó chắc hơn, vững hơn so với lại alcohol. Vì vậy nên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao hơn ethanol là chính xác. Đấy, lại ăn được một điểm nữa. Lại ăn được một điểm nữa. Làm những cái bọn này này chúng ta phải cực kỳ chắc chắn các em ạ. Nhá. Cực kỳ chắc chắn. Nào sang câu 21.
Ui, 21 này bây giờ để cho các bạn làm đi. 21 là A đúng hay sai? Cái này thầy nói nhiều đúng không? Để làm được câu 21 các bạn cần chú ý cho thầy gì ạ? OH đính vào carbon thơm thì nó là phenol, đúng không? OH đính vào carbon thơm thì là phenol. Còn lại OH mà đính vào carbon no thì nó là alcohol. Ok chưa? Đấy, bây giờ các bạn chọn này nào. A đúng hay sai? Chọn một lèo đi. A, B, C, D đúng hay sai? Chọn một lèo cho xịn nhá. Nào, mình chọn nhá. Một là phenol nên là alcohol thơm là sai. Được chưa? Một, hai và ba chúng ta đều có chung công thức là C7H8O. Cái này là đúng. Bốn là alcohol thơm đúng, bởi vì OH đính vào carbon no. 1 và 3 là OH đính vào carbon thơm nên nó là gì ạ? Nó là phenol. Đúng nhá. Sai, đúng, 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 chính xác. Được chưa? Sai, đúng, 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 chính xác. Rất tốt nhá. Đấy, các bạn luyện tập làm cái này nhiều vào thì khi đi thi mình đang chọn điểm được. Phần này phần quan trọng. Nào, câu 22. Câu 22 trước khi mình sang bọn điền. Cho các phát biểu sau về phenol. Nào, các bạn cũng chọn thêm nào. Phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường đúng hay sai? Phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường đúng hay sai? Đấy, bây giờ là mình đi ôn thi mà nên mình phải làm hết nhá. Câu nào mình phải làm được. Phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai, phenol không tan trong nước ở điều kiện thường. Phenol tan tốt trong nước khi đun nóng. Đúng nhá. Phenol tan tốt trong nước khi đun nóng. Tan rất tốt. Được không ạ? Đấy, các bạn phải lưu ý nhá. Anh phenol tan rất tốt trong nước khi đun nóng. Được không ạ? Cụ thể hơn này. Cụ thể hơn là ở 66, nếu thầy Minh nhớ không nhầm. 66 phẩy mấy độ C nhỉ? 66 điện thì mình nhớ nè. Cụ thể hơn là ở 66 phẩy mấy độ C ấy. Cụ thể hơn là ở 66 phẩy mấy độ C nhỉ? Không nhớ nữa. 66 độ C. Cụ thể hơn ở 66 độ C là phenol tan vô hạn trong nước. Nhá. 66 độ C phenol tan vô hạn trong nước. Vậy đúng. Nhiều đó nóng chảy phenol cao hơn ethanol chắc chắn rồi. Ở điều kiện thường nó là thể rắn. Còn lại thể rắn gọi là slit, đúng không? Còn lại ethanol ở điều kiện thường nó là thể lỏng, đúng không? Nên nóng chảy hơn là đúng, chính xác. Phenol tính độc có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da nên cần phải cẩn thận khi sử dụng. Đúng. Sai, đúng, 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 đúng. Chính xác, rất tốt. Ok các em nhá. Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? 23 nào. 23 nào. Câu 23 này một câu tính toán rất thích. Thầy rất thích. Tại vì rất nhiều bạn ở lớp off của thầy sai. Nhá. Các bạn quan sát thầy hướng dẫn các bạn làm câu 23. Các bạn không quan tâm nhiều. Các bạn chỉ quan tâm đây này. Khoảng 90% lượng phenol được sản xuất từ cumen. Được chưa? Thế bây giờ hỏi này. Năm 2021. Đây, trục 2021 đây. Thì khối lượng cumen được dùng để sản xuất phenol. Thì đầu tiên là năm 2021 thì khối lượng phenol là 11,37. Đúng chưa? Thế muốn làm được câu này mình phải nắm được công thức của cumen. Cumen là gì ạ? C9H12. C9H12. Đó. Mà ra phenol là C6H5OH. Đây không hiệu suất. Mà 90% lượng phenol thì sản xuất từ cumen. Được chưa? Vậy này, ở đây cho là 11,3 mấy đây. 11,37. Vậy là 11,37 tấn phenol này thì chỉ có 90% là được sản xuất từ cumen thôi nhá. Nên là anh này nhân 0,9 là ra khối lượng, rồi chia cho phân tử khối của phenol. Phân tử khối phenol 12 × 6 = 72, 72 + 6 = 78, 78 + 16 = 94. Vậy suy ngược này, số mol nó vẫn là 11,37 nhân 0,9. Số mol vẫn như vậy, chia 94. Muốn tìm khối lượng phải nhân phân tử khối của cumen.
Phân tử khối của Cohen là 12 nhân 9 cộng 12. Thì không có máy tính em ạ. Khổ lắm. 8. 108 cộng 12. 120 à? Cohen là 120 à các em? Có đúng không? Thế là bấm vào thầy xem nào. Anh này nhân 120 thì kết quả khối lượng triệu tấn của Cohen là bao nhiêu? Ở trong này muốn làm mà thật nhanh ấy thì các bạn phải nhớ cho thầy một cái tuyệt chiêu của thầy. Đó là kg tấn tạ yến. Coi như gam tính toán bình thường. Được chưa? Kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Nếu các bạn bấm là 16,028, các bạn cũng bấm cho thầy xem có đúng là 16,028 không? Đúng rồi, 120 đúng rồi. Thế giờ lấy 11,37 nhân 0,9 chia 94 nhân 120 đi em ơi. Xem bằng bao nhiêu ạ? Bấm giúp thầy với. Bấm giúp thầy với mình với ạ. Bấm giúp con người nghèo khổ không có máy tính này với ạ. Khổ thân tôi quá không có máy tính. Nào, bấm giúp thầy ạ. Kết quả bao nhiêu triệu tấn ạ? Làm bài điền này hay nhỉ? Ngày xưa nó trắc nghiệm thì mình còn làm biết đúng hay sai, chứ bây giờ bài điền này mình cứ tính là chẳng biết đúng hay mình sai. À đây này, có bạn lại ra 13,06 này. Rồi cần hai bạn cùng ra đáp án giống nhau thì thầy chọn. Thế là không có máy tính. 13. À 13,06 thì vậy là thầy chốt 13,06 nhá. Cứ lấy hai chữ số đằng sau dấu phẩy cho chuẩn. Chẳng tội gì các em ạ. Mình cứ lấy hai chữ số khi đi thi nhá, mình cứ lấy hai chữ số đằng sau dấu phẩy cho chuẩn nhá. Ok. Bạn hiểu cái câu này không? Hiểu câu 23 chưa? Hiểu câu 23 rồi thì mình sang câu 24 nhá. 24 ok, cái hình vanilla đây rồi. Đây này, cái hình vanilla mình nhảy đây này. Vanillin này, mình nhảy đây này. Trong vỏ cây vanilla có chất mùi thơm dễ chịu, tên thường là vanillin, công thức cấu tạo vanillin ở cho hình trên này. Đây bài hỏi là công thức phân tử của nó. Thế mình nhìn đây mình suy công thức phân tử các em nhá. Đến thôi, 1 cộng 6 là 7. 7 1 là 8. C8 này. H này. 1 cộng 3 là 4. 4 cộng 1 là 5. 6 7 8 là 8 này. O này. 1 2 3. Vậy công thức phân tử đó là C8H8O3. Đấy. Một mẫu vanillin tiêu chuẩn dùng cho công nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm cần có 99% là khối lượng là vanillin. Để định lượng một mẫu vanillin người ta làm như sau. Khối lượng nó này 0,12g mẫu, 20ml ethanol, 6ml nước cất, thu được dung dịch X. X phản ứng vừa đủ với NaOH, nào số mol NaOH bằng 0,00782 nhân nồng độ là 0,1 bằng 0,000782. Được chưa? Còn lại tạp chất không phản ứng NaOH. Vậy bây giờ chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải xem là một thằng vanillin này ăn mấy NaOH. Chúng ta quan sát nhé. Vanillin chỉ có một nhóm chức OH đính vào carbon thơm thôi. Và chỉ có một nhóm chức này có tính axit. Và chỉ có một nhóm chức này nó mới phản ứng được với NaOH thôi. Đúng không ạ? Vậy là vanillin phản ứng với NaOH tiêu tỷ lệ mol 1:1. Cũng như là một thằng C8H8O3 đớp một thằng NaOH. Được không ạ? Thế thì vậy thì câu chuyện lại quá là đơn giản với chúng ta rồi. Ta có số mol NaOH bằng 0,000782 thì số mol vanillin là 0,000782. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng. Vậy hoàn toàn ta tìm được phần trăm khối lượng của vanillin chính bằng khối lượng của nó 0,000782 nhân với mà ngoặc đơn này, phân tử khối nó thì không có máy tính để ghi cách tính nha. 12 nhân 8 cộng 8 cộng 16 nhân 3 được bao nhiêu chơi cho khối lượng của mẫu 0,12 nhân 100% nhỉ. Nào các bạn bấm cho thầy bằng bao nhiêu phần trăm. Bạn bấm giúp thầy mình xem bằng bao nhiêu phần trăm. Các bạn bấm vào comment giúp thầy mình xem bằng bao nhiêu phần trăm. Sướng không? Dễ chưa? Bằng bao nhiêu phần trăm? Comment giúp thầy mình bao nhiêu phần trăm? 99,05 ạ. 99,05. Ok nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 99,05%. Đấy. Chưa? Chúng ta vừa xử lý xong một cái đề học kỳ khá là hay đúng không?
ngon lành cành đào nha. Yeah.